Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại xã Thành An. Huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Học sinh các trường mầm non nghỉ học từ ngày 11 tháng 5 năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 10 tháng 5 năm 2021, đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã vùng Bên Thạch bao gồm Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thạch Bình, Thạch Định, Thạch Đồng và Thạch Long. Cùng đi có đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Văn hóa Thông tin và Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện. Trước khi làm việc nhanh với lãnh đạo các xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu thôn Biện xã Thạch Lâm, thôn Tượng Phong xã Thạch Tượng, thôn Quảng Trung xã Thạch Quảng và thôn Thạch Yến xã Thạch Cẩm. Đến thời điểm hiện tại, các thôn đã và đang khẩn trương triển khai hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí tuyên truyền trực quan, phục vụ cuộc bầu cử một cách bài bản, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về thời gian. Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy và các thành viên đoàn công tác cũng chỉ ra những điểm còn thiếu sót, bất cập như việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại các tổ bầu cử, công tác chuẩn bị và bài trí khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, yêu cầu các xã khẩn trương khắc phục, đảm bảo thật tốt các điều kiện tại các đơn vị bầu cử, nhất là việc bố trí các địa điểm bầu cử phải đảm bảo trang trọng, đồng thời phải thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, lãnh đạo các xã cần tiếp tục rà soát những công việc liên quan đến bầu cử, cần phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Các địa phương cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và cử tri về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, để mọi người nắm vững các quy định của pháp luật về bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo tất cả các cử tri đều đi bỏ phiếu để bầu những người xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử từ Trung ương đến cơ sở. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức, đặc biệt các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, gắn với phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức cho nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết tại các tổ bầu cử. Bổ sung chỉnh sửa danh sách cử tri đã niêm yết thật chính xác, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ. Chủ động nắm tình hình để triển khai tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Cùng với đó, phải làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình đời sống và tư tưởng của nhân dân, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý, hiện nay, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhanh chóng kích hoạt tổ giám sát thôn nhằm kiểm soát tốt các nguồn nguy cơ lây bệnh, nghi nhiễm trong cộng đồng. Rà soát những người từng đi và đến các vùng dịch mà Bộ Y tế đã công bố, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyết liệt, hiệu quả khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, chuẩn bị đảm bảo công tác y tế cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến,
Vào chiều ngày 10 tháng 5, tại xã Thành An, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã Thành An, Thành Thọ, Thành Long và Thành Tiến để trình bày chương trình hành động vận động bầu cử theo quy định của luật. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đại diện lãnh đạo và đại biểu cử tri 4 xã của tổ bầu cử số 4. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông bà Phạm Thị Băng, Bí thư Đảng ủy xã Thành Long, bà Bùi Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thành Long, ông Nguyễn Danh Hùng, cán bộ hợp tác xã, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã Hoàng Tiến, xã Thành Tiến, ông Bùi Chí Thuần, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thành Thọ, bà Bùi Thị Bích Thủy, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Thành, ông Phạm Minh Tiến, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thành An, ông Nguyễn Minh Tuân, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành, ông Nguyễn Văn Tư, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Thạch Thành. Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thành An giới thiệu tóm tắt tiểu sử người ứng cử, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày các báo cáo. Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thành An giới thiệu tiểu sử người ứng cử, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày báo cáo cử tri dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21. Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 4 tại các xã Thành An, Thành Thọ, Thành Long và Thành Tiến khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành sẽ nỗ lực phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác, thường xuyên liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan nhà nước và các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Tham gia phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị, các cử tri của 4 xã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Các cử tri mong muốn người ứng cử khi được tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện sẽ làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại mà các cử tri quan tâm như chính sách bảo hiểm xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Minh Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành, ghi nhận tiếp thu nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri thuộc 4 xã, đồng thời mong muốn các cử tri tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, để đến ngày 23 tháng 5 tới, 100% cử tri sẽ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền làm chủ của mình để bầu chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, vào chiều ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, lãnh đạo Sở Nội vụ. Tham gia tập huấn có đông đủ các thành viên Ủy ban bầu cử, tiểu ban nhân sự, tổ giúp việc, thống kê kết quả bầu cử, cán bộ chỉ đạo bầu cử của huyện, lãnh đạo chuyên viên phòng nội vụ, thành viên Ủy ban bầu cử, tổ trưởng và thư ký tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu các xã thị trấn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện lưu ý một số vấn đề quan trọng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 tới đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Do vậy, yêu cầu các cấp chính quyền các địa phương trong huyện cần nắm vững những nội dung cơ bản về công tác bầu cử. Qua đó, các địa phương trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, bám sát các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật, thực hiện tốt kế hoạch triển khai hướng dẫn về công tác bầu cử để tập trung nghiên cứu, triển khai tốt công tác bầu cử ở địa phương, đơn vị mình. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu và trong ngày bầu cử. Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ triển khai một số văn bản về công việc chuẩn bị trước ngày bầu cử, trình tự diễn biến công việc thực hiện trong ngày bầu cử, công tác kiểm phiếu, lập biên bản thống kê tổng hợp số liệu bầu cử,
việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và nội dung công việc sau bầu cử, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong công tác bầu cử, cách xử lý các tình huống có thể phát sinh trong bầu cử. Đây là những nội dung nghiệp vụ rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử. Qua tập huấn, giúp các đại biểu nắm rõ những quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của ban bầu cử, tổ bầu cử, những vấn đề trọng tâm của công tác bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức đã có công văn số 1187 gửi trường phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở, thủ trưởng các đơn vị có giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông về việc khẩn trương hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến rất phức tạp, số lượng ca bệnh gia tăng nhanh chóng. Trong nước đã xuất hiện nhiều chùm ca bệnh số lượng lớn, một số ổ dịch chưa xác định rõ nguồn gốc lây nhiễm thuộc chủng mới khó kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố. Đã có nhiều công dân tỉnh ta tiếp xúc với người bệnh và từ vùng dịch trở về và đã ghi nhận một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Một số trường học trong tỉnh đã phải cho học sinh nghỉ học. Trước tình hình đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan đơn vị. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị trường học khi có tình huống khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh COVID-19, trường hợp có cán bộ, giáo viên, học sinh là F1 đã tiếp xúc với nhiều người trong trường, dẫn đến trường có nhiều F2, phải báo cáo ngay với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định. Về hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021, mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm SARS-CoV-2, bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Các trường học khẩn trương, chủ động, linh hoạt trong việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học. Cho học sinh các trường mầm non nghỉ học từ ngày 11 tháng 5 năm 2021, việc trông trẻ trong hè chỉ được thực hiện khi có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tính từ ngày 11 tháng 5 năm 2021, các trường phổ thông đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học, kết thúc năm học. Các trường đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, chưa hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học. Phần chương trình chưa thực hiện tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Các trường chưa hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá thì khẩn trương bố trí thực hiện, tùy tình hình có thể kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kiểm tra xong cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, đối tượng F0, F1 sẽ được kiểm tra bổ sung vào thời gian thích hợp sau khi khỏi bệnh hoặc cách ly xong. Đối tượng F2 đang trong thời gian cách ly tại nhà có thể tham gia kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Đối tượng F2 tiếp xúc với F1 mà F1 đã xét nghiệm âm tính, hết thời gian cách ly tại nhà theo chỉ đạo của ngành y tế nhưng còn trong thời gian theo dõi thì có thể kiểm tra trực tiếp, bố trí phòng kiểm tra riêng, chuẩn bị phòng kiểm tra dự phòng cho các tình huống phát sinh khi đến trường thi, ho, thân nhiệt cao. Các trường nếu tổ chức kiểm tra tại trường thì phải tổ chức khử khuẩn, đeo khẩu trang, giãn cách, bố trí từng khối lớp, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Riêng khối lớp 9 và lớp 12, các đơn vị chủ động bố trí hệ thống hóa kiến thức, ôn tập cho học sinh theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục, tiến độ của các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khuyến nghị các nhà trường hoàn thành việc thi, kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2020-2021, hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. Việc tổ chức các hoạt động khác trong nhà trường, tổ chức bế giảng năm học 2020-2021 có tính chất nội bộ nhà trường theo đơn vị lớp, khuyến khích hình thức tổ chức trực tuyến trong trường, khuyến nghị hoàn thành việc bế giảng năm học xong trước ngày 17 tháng 5 năm 2021. Không tổ chức họp phụ huynh cuối năm theo hình thức tập trung, sử dụng hình thức mạng xã hội như Zalo, Viber, Facebook để thực hiện trao đổi thông tin giữa nhà trường, lớp, giáo viên với phụ huynh. Quán triệt toàn trường không tụ tập đông người, không tổ chức tham quan dã ngoại, chụp ảnh ký yếu, hội khóa, không tổ chức việc dạy thêm, học thêm,
trừ học sinh khối 9, 12, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được khống chế trong cả nước. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở đơn vị bầu cử số 2. Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở đơn vị bầu cử số 2, gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là 5 người. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 người. 1. Ông Lương Văn Cường, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nơi ở hiện nay số B705, tổ 16, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trình độ giáo dục phổ thông 10/10. Chuyên môn nghiệp vụ Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Học hàm học vị cử nhân. Lý luận chính trị cao cấp. Ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Nga. Nghề nghiệp chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nơi công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày vào Đảng, ngày 2 tháng 7 năm 1978. Là đại biểu Quốc hội, không. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, không. 2. Ông Mai Văn Hải, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1973, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở hiện nay số nhà 23, đường Hoàng Bật Đạt, tiểu khu Hưng Long, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, chuyên ngành quản lý đất đai. Học hàm học vị tiến sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế. Lý luận chính trị cao cấp. Ngoại ngữ tiếng Anh B2. Nghề nghiệp chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Nơi công tác Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
ngày vào đảng, ngày 28 tháng 2 năm 2000. Là đại biểu Quốc hội? Không. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nga Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Bà Bùi Thị Hương, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1987, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mường, tôn giáo Không, quê quán xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay, số nhà 259 đường Phố Cống, phố Nguyễn Trãi, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành sư phạm hóa học. Học hàm học vị, cử nhân. Ngoại ngữ, tiếng Anh B, nói được tiếng dân tộc Mường. Nghề nghiệp chức vụ, giáo viên trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Nơi công tác, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Là đại biểu Quốc hội? Không. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân? Không. 4. Bà Trịnh Thị Minh Hường, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1975, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nơi ở hiện nay, số nhà 176/77, phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kế toán. Học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành phát triển bền vững. Lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ, tiếng Anh C. Nghề nghiệp chức vụ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, bí thư chi bộ, trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Nơi công tác, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Ngày vào đảng, ngày 30 tháng 12 năm 2000. Là đại biểu Quốc hội? Không. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân? Không. 5. Ông Cao Mạnh Linh, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1982, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, lô 49C2 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế, cử nhân luật. Học hàm học vị, tiến sĩ chuyên ngành luật. Lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ, tiếng Anh C. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. Nơi công tác, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Ngày vào đảng, ngày 4 tháng 6 năm 2008. Là đại biểu Quốc hội? Không. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân? Không. Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 10, huyện Thạch Thành. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong danh sách này là 5 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là 3 người. 1. Bà Bùi Thị Diệu, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1994, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam,
dân tộc Mường, tôn giáo Không. Quê quán, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nơi ở hiện nay, thôn Yên Sơn 1, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế và quản lý nguồn nhân lực. Học hàm học vị 0, lý luận chính trị 0. Ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, công chức văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngày vào đảng, 0. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, 0. 2. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1973. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay, số nhà 27, Trần Thị Nam, phố Thống Nhất 2, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân kinh tế, ngành kinh tế lao động. Học hàm học vị, thạc sĩ quản lý kinh tế. Lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B2, khung châu Âu. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh Thanh Hóa. Nơi công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ngày vào đảng, ngày 5 tháng 9 năm 2002. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, 0. 3. Ông Mai Viết Luyến, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1976, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay, số nhà 89, đường Âu Cơ, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, kỹ sư mật mã. Học hàm học vị, thạc sĩ quản lý kinh tế. Lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ, cử nhân ngôn ngữ Anh, tiếng Anh trình độ C. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng huyện cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nơi công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ngày vào đảng, ngày 28 tháng 5 năm 1996. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, 0. 4. Bà Bùi Thị Mười, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1969. Giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mường, tôn giáo Không. Quê quán, xã Thành An, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay, khu phố 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học ngành sư phạm toán. Học hàm học vị, 0. Lý luận chính trị, cử nhân. Ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B2, châu Âu. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi công tác, Huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngày vào đảng, ngày 3 tháng 1 năm 1997. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành khóa 18, nhiệm kỳ 2004-2011. Khóa 19, nhiệm kỳ 2011-2016. Khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. 5. Bà Bùi Thị Gia Hân, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1995, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mường, tôn giáo Không. Quê quán, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay, thôn Mục Long, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân công nghệ sinh học.
học hàm học vị, không. Lý luận chính trị, không. Ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, chủ trang trại thôn Mục Long, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi công tác, thôn Mục Long, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngày vào đảng, không. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, không. VSSID, bảo hiểm xã hội số. Bạn là người tham gia hay thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp? Bạn không biết mình đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được bao nhiêu năm? Bạn lo sợ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho mình theo đúng hợp đồng lao động? Hay bạn muốn biết thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh? Đừng lo, đã có ứng dụng VSSID trên thiết bị di động, được phát triển bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, với đầy đủ giới thiệu về ứng dụng, điều khoản và các điều kiện sử dụng ứng dụng VSSID. Chỉ cần có tài khoản giao dịch điện tử được đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội, bạn có thể tra cứu trực tuyến quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giá trị thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông tin cá nhân hiển thị rõ ràng như mã đăng nhập bằng mã số bảo hiểm xã hội của mình, màn hình quản lý cá nhân đơn giản, dễ thao tác bằng một chạm, tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình. Thông tin chi tiết như tra cứu mức lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp lương, các khoản bổ sung, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác. Cùng với đó, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được thông tin đầy đủ trong sổ khám chữa bệnh. Thông tin hỗ trợ trực tuyến 24/7, tra trực tuyến, gọi điện tổng đài, email, đặt câu hỏi, tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm và nhiều tiện ích khác phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. Giao diện đăng nhập đa dụng, bảo mật cao với công nghệ vân tay, nhận diện khuôn mặt, nhận OTP qua số điện thoại, đăng ký tài khoản dễ dàng. Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội để đăng nhập tài khoản. Thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội số tiến tới sẽ thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy như hiện nay. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 25 năm xây dựng và phát triển. VSSID, hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức cá nhân. Hãy đăng ký tài khoản và tải ứng dụng ngay hôm nay để cập nhật thông tin chính xác và tin cậy. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2021, Agribank cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán số đẹp dành cho tất cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Khách hàng có thể sở hữu các số tài khoản độc đáo nhằm khẳng định thương hiệu đẳng cấp như số lộc phát, số thần tài, số tiến, với mong muốn những tài khoản này sẽ mang lại những may mắn, tài lộc cho chủ tài khoản. Hơn nữa, Agribank còn cho phép khách hàng lựa chọn và mở tài khoản theo ngày sinh, ngày kỷ niệm, số điện thoại, thể hiện phong cách dấu ấn cá nhân trên số tài khoản. Khi đăng ký và sở hữu tài khoản thanh toán số đẹp của Agribank, khách hàng sẽ được sử dụng và trải nghiệm nhiều tiện ích đa dạng như các dịch vụ ngân hàng điện tử FNS Banking, Agribank E-Mobile Banking, Internet Banking, dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, dịch vụ tiền gửi, tiền vay, liên kết ví điện tử và được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mại. Như vậy, với dịch vụ cung cấp tài khoản thanh toán số đẹp của Agribank, không chỉ mang đến sự chuyên nghiệp, tạo dấu ấn, phong cách riêng, dễ ghi nhớ trong giao dịch, mà còn đem lại sự may mắn, tài lộc, phú quý cho khách hàng. Để sở hữu những số tài khoản đẹp, số theo yêu cầu tại Agribank, khách hàng chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước đối với cá nhân, giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp
đến các điểm giao dịch của Agribank đề nghị cấp số tài khoản đẹp. Hãy đến với Agribank Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa để mở tài khoản thanh toán theo yêu cầu, tài khoản số đẹp. Quý khách hàng sẽ nhận được những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt nhất và sự chăm sóc nhiệt tình nhất. Agribank Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa xin trân trọng thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373877140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373847137 hoặc số di động 0917410656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành rất trân trọng được phục vụ quý khách hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.